những cái clip cũ, cập nhật những cái clip cũ là nước Việt sẽ có sự biến động rất là lớn, thời gian rất là ngắn, cho nên mọi người phải chuẩn bị tiền bạc, lương thực và tâm lý để mà vượt qua cái khó khăn kế tiếp. Mỗi ngày mình có cái thử thách, hết thử thách này đến thử thách nọ, thì cái thử thách kế tiếp này là cái cuối cùng để mà thay đổi vận mệnh. Người nào mà chữa trị cho nhiều đi rồi mai mốt á, hối hận không kịp á. Nhớ đưa tên thì khấn chừng thì khấn lần ba lần được, chứ khấn nhiều quá mấy gì cũng nói là gọi là trong kinh thánh có nói đó, những đứa vô nghì á, tức là không có giáo dục và không có học thức, mới cứ chạy theo cái sân si, cái hơn thua. Ở một cái thời đại này mình đứng ngay cái ngưỡng cửa sanh ly tử biệt mà không lo, lo hơn thua tiền bạc.